Rồi chào tất cả các bác nhá. Hôm nay là ngày 21 tháng 1 thì cũng theo yêu cầu một số anh em muốn có những cục công suất để các bác là về hát karaoke nghe nhạc dịp Tết này. Thì hôm nay em lại tiếp tục dọn cho các bác một số cục đẩy đam nhé, dòng đam A100. Cái dòng này thì trước thì em cũng có về, em về rất nhiều, về khoảng 5-6 cái cơ. Thì bữa trước em cũng có bán rồi, nhưng mà sau thì em để trong kho, em chưa có dọn. Thì hôm nay cũng gần Tết rồi, em sẽ dọn đăng lên cho các bác một số sản phẩm mới. Hôm nay có 10 cục nhá, 10 cục đẩy dòng đam A100 các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác và bán, gọi là bán thanh lý, bán không lợi nhuận luôn các bác nhá. Đó. Và hôm nay thì em bán theo tình trạng, em không có dọn đó. Thì cục 7 cục 10 cục chứ xin lỗi 10 cục 10 cái cục đẩy các bác về chơi, đặc biệt là chơi bót, loa những cái loa bãi bát 30 hay là 35 gì đó, hoặc là chơi loa full bát 30 chơi thoải mái thôi nhé. Con này rất là khỏe luôn, các bác chơi qua biết. Thì giá thì hôm nay bán em bán tóm lại bán thu hồi vốn thôi. Hết tất cả những hàng này đều zin hết nhá. Chiều nay em mới dọn. Và em sẽ báo tình trạng luôn, tất cả những dòng này em đã test hát ok hết rồi, bởi vì dòng đẩy này thì cục công suất này nó chẳng có gì cả, có mỗi công suất thôi. Cho nên là có công suất ok là ok thôi các nhá. Đấy, có gì thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một. Giá thì chỉ có từ 1 triệu 2 thôi, 1 triệu 2 một cục công suất các bác thể vừa ghép vang hát karaoke được và nghe nhạc được các bác nhá. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một rồi báo giá luôn các bác nhé. Tại vừa rồi em có nhiều bác hỏi là dòng đam A100 này, nhưng mà vừa rồi em bán loa các thứ rồi, tóm lại nó không có thời gian để làm. Bữa nay thì em lên nhé các bác nhé. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món một. Đây là cục đam A100 các bác nhé. A100 thì cái cục này là trong hai cục này là hai cục gọi là nó mặt mũi nó chảy nhất. Đấy, chảy nhất và giá rẻ nhất. Em mở ra tất cả những cục này đều mở, riêng nội thất nó bao tất cả đều đẹp như mới không nhá. Hiện nay em đang ghép với cái cặp loa Samsung G300 này, cặp này có hai bát 30 và cái cặp này 600W một cặp luôn nha. Quánh em chỉ cần cho lên khoảng 10 giờ thôi là vỡ làm cái thói rồi. Cái cục này thì đây, ví dụ như mình bấm vào thì là cái đèn này nó là chưa đóng led nhé. Khi đóng led nó sẽ lên một cái đèn nữa, đèn xanh này, nhưng mà đèn này nó bị mất rồi. Đó. Nhưng mà em bán tình trạng thôi các bác nhá. Đèn này chỉ là cái đèn led thôi. Đây phía trong là có một cái tăng phô xuyến khoảng 20 cm nhá, đường kính khoảng 220 và chạy class nhá, class A. Cho nên là nội thất nó rất đơn giản thôi, nhìn rất là khỏe các bác nhá. Nó có hai cái quạt tản nhiệt, một quạt đây mà quạt đây. Những quạt này thì không phải lúc nào nó cũng chạy nhá các bác nhá. Cái quạt này thì thỉnh thoảng nó mới chạy thôi. Nóng lên quá nó mới chạy thôi. Thì em sẽ giới thiệu kỹ về cái con này, cái con số 1 trước. Đấy, tất cả những dòng này đều giống nhau thôi, thì báo tình trạng thôi, còn nếu mà em sẽ giới thiệu về cái mọi tóm lại là công suất rồi các chức năng một con thôi, còn lại báo tình trạng thôi nhé các bác nhé. Thì có con này á, đây là có hai cổng, tất cả mạ vàng hết các bác nhé. Mạ đây là mạ vàng này đó, cổng 1, cổng 2 này là cổng vào, cổng 3 là cổng ra nhé, ra để các bác chơi súp nhé. Còn có cái nút gạt này này, thì cái gạt chế độ nhạc, thực tế là chỉ chơi nhạc chữ W thôi. Và bên này thì nó có hai cầu AB. À, cái cầu này thì không phải cầu AB mà cầu nó đánh thẳng trực tiếp thôi. Tiếp hai cầu đánh gắn một lúc được nhá. Thì cái cầu trên này, cái có cái nút này này, nó bị gãy này. Vẫn còn nguyên cái nút dựa nhựa gãy này. Nhưng mà vẫn gài loa được nhá. Nếu gài các bác gài hai cặp thì cái trở kháng nó là đánh một cặp thì 4 đến 16 ohm và đánh hai cặp phải là 8 ohm các bác nhá. Đó, bác đánh nếu đánh hai cặp cái cục cái này bị gãy nhé, gãy cái nhựa rồi các bác gài vẫn được.
công suất 240W là công suất tiêu thụ điện đấy, tam A100, cái mã số là 5740, điện 100V các bạn nhé. Đó, cái dòng này nó quánh rất khỏe luôn mà giá thì bao rẻ. Rồi cục số 1 này, cái bên này thì là cái volume, còn bên này là cái ba lăng nhé. Cái ba lăng thì cái thường cái dòng này á, bởi vì em chưa có dọn đường, dòng này bên trong cái volume này nó có nó rất là mỏng, cho nên là thường nó bằng vặn từ từ thôi, và vặn mạnh quá nó sẽ ví dụ như các bác vặn lên đây đúng không, vặn về hết này, đây là cứng này, nhưng mà các bác đẩy mạnh vào đây này là vặn nó sẽ trạch tròn đấy, cho nên là cái dòng này nó thường nó có hay có cái vấn đề đó, cho nên các bác vặn thì vặn từ từ thôi. Đó, đây là ba lăng, đây là volume. Rồi cái cục số 1 này bán 1.200.000 các bác nhá. Đúng là mở giá 1.200.000 ấy mà các bác chuyển khoản hết bao ship ấy thì cái giá này mình lỗ rồi nhá. Em bán cái em về cái dòng này là mua tới 50 cái rồi. Đấy, khoảng gần 1.400.000 rồi, về đến đây vừa gần 1.400.000 rồi đấy. Đó. 1.200.000 các bác nhá, số 1. Cái lắp lưng nó chầy nhá, có chầy nhá, nhưng mà nội thất nó đây này em quay này. Hai con mà trong lô này, hai con này là gọi là số nhất mà nội thất nó như đẹp như mới nhá các bác nhá. Cái class cho nên là có đánh rất là khỏe. Đấy. Tăng phô quan trọng nhất, tăng phô này chạy 4 con phép class này. Giá 1.200.000 nhá. Đấy, giảm giá cho má chơi. Rồi sang cục số 2. Cục số 2. Đây này. Cục số 2 nó có mất cái đèn xanh. À, nó vẫn có này, có bên này, bên có này. Cái đèn này chẳng qua đèn báo tín hiệu là đát ông le thôi, chứ nó chẳng giải quyết được cái gì hết nhá. Để cho các bác mà ấy thôi. Cái này là đèn led đấy. Các bác phải thay cũng được. Con này chạy cái volume, chạy volume các bác nhé. Bởi vì cái dòng này bằng cái hàng màu trắng này thì đa phần về tấm lưng lại, các bác nhìn thấy cái một số shop bác nào là bán á, mà đẹp á, đa phần là các bác cái sơn lại nha các bác nhé. Đây nội thất này, đấy nội thất này, đó tất cả đấy là hai con xấu nhất em quay cái nội thất các bác nhé, rất là đẹp, tất cả còn rất ok nhá. Con này thì đủ nút đấy, hai cổng in này, cổng con này mã số là 5053, giá cũng 1.200.000 các bác nhá. Hai con này xấu thì giá 1.200.000, công suất bao công suất ok các bác nhá. Đó, những cái này thì các bác ở thường thường về nó vận chuyển hay đẩy vào là bác vận tròn được luôn đấy, bình thường này vận hết cỡ ok này. Đó, để ba lăng bên này để giữa này, thì thường các bác chơi vang thì các bác chủ yếu vặn trên vang thôi, có nhiều cái đẩy nó đâu có cái volume đâu. Rồi giá 1.200.000 các bác nhé. Rồi sang số 3, mặt mũi con này còn ok, con này đúng là em nếu mà em có thời gian á thì em ấy sơn mấy cái chỗ khuyết này vào là nó đẹp rồi, con này đẹp lắm. Đèn có đèn nhá, có đèn sáng này, cái đèn này nó le này, volume các thứ đẹp nhá. Thì con này cũng không có chầy lắm. Tóm lại là đây phía sau này. Đó. Phía sau tất cả như nhau thôi nhá. Mã số là 9479. Công suất tiêu thụ 240W, chạy từ 6 ohm, à chạy từ 4 ohm thôi nhá. Chạy từ 4 ohm. Rồi. Thì thường trên lưng nó sẽ chầy, nhưng mà thực tế các bác cho cái vang số lên thì đâu có thấy chầy đâu, bởi sao dòng này thường màu này nó vậy á. Cái mặt mũi còn ok nhá, con này bán 1.500.000 nhá, số 3 1.500.000. Em có đọc số series ấy. Cái số series này thì các bác phải nhớ nhá, chứ còn em không nhớ đâu, các bác mua hàng thì các bác ở chốt con số 3 thì em mới có số 3 thôi, còn số series các bác nhớ về sau nhận hàng đúng cái con đó nhá. Rồi sang số 4. Số 4 các bác nhá. Số 4 này. Số 4 là số 4. Đó, đóng le là nó sẽ lên đèn, bên này có một cái đèn này. Đó, mặt mũi còn đẹp, lưng liếc còn ok nhá các nhá. Con này chỉ bán 1.400.000 thôi, số 4 này. Mã số em đọc mã số tất cả đều như nhau, hai con số nhất em quay nội thất rồi. Còn những con này thì ok quá đẹp luôn ạ. Đó. Đánh hai loa mà được nhá, hai loa. Bác chơi loa bốt đây là mấy cái loa mà bi các thứ thì quá tuyệt vời. Còn đánh ra full mà loa full của thương hiệu nhá các nhá. Là bát 30 thoải mái nhá, đánh rất là khỏe luôn. Con này mã số nó 29127, giá 1.400.000 các bác nhá.
Các bác mà theo dõi em thì biết trước những dòng này em mới về là em bán gần 1.82 triệu không ạ. Bởi vì em lấy vào đã hơn 1.4 triệu rồi, gần 1.4 triệu về nhà đâu, cho 400. Tóm lại về đây là hơn 1.4 triệu đấy, là mù á. Nha các bác nha, con này là số 4, 1.4 triệu nhá, 1.4 triệu hôm nay xả, xả cho bác chơi. Rồi sau số 5 lưng có chảy nhá, đấy lưng chảy này. Cái này thì mặt thì lại là ok, mặt này được, mặt này không có đề gì. Đây, đấy mặt rất là đẹp luôn. Thường con này 100% nó sẽ bị như vậy đấy, có đèn đàng hoàng nhá. Đấy công suất tốt, công suất tất cả em đã test hết rồi nhá, các bác chơi về chơi thoải mái luôn. Đây là ba lăng này, ba lăng thì để giữa này thôi, còn volume này. Đây phía sau này, mạ vàng không á. Đó, rất là đẹp luôn, mã số 7835. À xin lỗi, con này nó bị một gãy, mất một cái nút nhựa phía của cái cổng đầu tiên này. Bác mua chưa một cặp thì các gắn cổng thứ hai đi. Còn các bác chưa hai cặp ấy, thì các bác cứ vẫn gắn vào đây được nha, nó vẫn còn vẫn gắn được nha. Rồi, con này lẽ ra bán 1.5 triệu ấy. Thôi bán 1.3 triệu cho các bác đi, mặt mũi còn đẹp nhé, 1.3 triệu nhé. 1.3 triệu có đèn nhé, 1.3 triệu con số 5 này. Rồi sang số 6 nhé các bác nhé, sang số 6 này. Số 6, con này thì trên lưng hơi chảy, các bác nào mà về chơi lại được. Như đèn thì sáng nhé, đèn sáng. Dưới này thì còn ok này, đấy nó cũng có vết chảy nhé. Dưới này, các bác để vang số trên trên thì đâu có ấy, bởi vì quan trọng là nội thất thôi. Rất là đẹp luôn ạ. Con số 6 này, tay phía sau các bác coi. Lưng nó hơi chảy. Lưng này, đây. Còn nguyên vẹn ok nhá, chạm mắp chuối, à chạm cái rắc mạ vàng này. Mã số là 5736 này. Đấy, A100 các bác nhá. Dòng tăng phô xuyến, tăng phô 20 luôn, đánh rất là khỏe luôn các bác nhá. Cái dòng này là trong dòng đặc trưng để chơi karaoke của Nhật đấy. Rồi con này bán 1.4 triệu nhá, 1.4 triệu, mặt thì còn đẹp này. Đó. Lưng thì nó không, nhiều khi không quan trọng lắm các bác nhá. Thường con nặng về cũng vậy hết đấy. Con nặng trời. Rồi sang số 7. Số 7 các bác nhá. Đó, tống le sáng, con này sáng nhất trong hội luôn. Số 7, mặt mũi ok, chày mặt. Cái này thì thực tế em mà ấy sơn lại ok, nhưng mà hôm nay này cũng tóm lại là em bán thanh lý, giá này giá thanh lý các bác nhá, các bác đừng so sánh, bởi người ta bán nếu bình thường, nếu để em dọn một cái ok thì em phải bán 2 triệu 8 triệu 9 2 triệu, nhưng mà thôi bán thanh lý cho các bác về, bác có mỗi con thì bác cũng có thể dọn dẹp nội thất bao đẹp hết nhá, các bác có thể dọn dẹp. Rồi con này giá 1.5 triệu, mặt mũi còn ok nhá, thầy quay mặt rồi đó, hai volume còn ok các bác nhá, công suất ok, đã test hết rồi coi nhá. Mã số 5670. Đó, em chỉ đọc mã số mới số thôi, còn được giới thiệu chi tiết thì giới thiệu có số 1 rồi. Thì tất cả giống nhau hết thôi nhá, về chỉ còn về hình thức thôi. Rồi con này bán 1.5 triệu các bác nhá. Giá bao rẻ. Rồi sang số 8. Số 8. Đấy, cũng là một con này cũng có đèn nhá, đèn này, đèn sáng này, đó, đèn này đèn đóng le rồi nhá. Núm thì hơi chảy. Đây volume này, các bác vặn thì bác phải kéo ra một tí vặn cho nó chuẩn nhé, công suất ok, bao test hết rồi các bác nhé. Đấy, nắp lưng thì có chảy. Đây phía sau đây, quay kỹ các bác coi, mã số của nó là 8260 đó, 8260, cục đẩy đam A100, giá 1.4 triệu nhé. Tất cả những hàng này là bán dưới giá về hết nhé, dưới giá hết. Mà cái giá em mua về khoảng, về đến đây khoảng 1.450.000 rồi, nhưng về đến đây là bao chưa, là chưa có test ấy thì nó mất nút cái chảy không quan trọng con đấy, cho nên là những hàng này em đã test cho các bác rồi nhé. Đấy, 1.4 triệu số 8. Rồi sang số 5. Sang số 5 các bác nhá. Số 5. Đó. Con này thì nó sáng một bên thôi, bởi hai cái bên này thì sáng đều là do là cái công suất thôi, báo đi hiệu hai bên thôi, chứ thực tế nó chẳng có cái gì hết. Cái đèn này, đấy cái đèn này nó hơi chập chờn thôi.
bởi cái đèn led mà, nó là cái đèn led ấy. Đó, sáng ok nhá, đấy sáng đèn nó hơi chậm, nó hơi phải bóc về về ấy lại, cái đèn này là cái bóng led mà, đó chạy chạy tốt, công suất tốt nhá, đèn sáng, đèn xanh sáng nhá, tại vì gần Tết này. Tóm lại là em không thời gian để dọn được cái đâu, bán rẻ để các bác về chơi đi, thay vì triệu tám, triệu tám, triệu chín, hai triệu, hai triệu hai thì các bác về các bác chơi thoải mái, có gì đâu. Rồi mã số là 6882, giá 1,4 triệu các bác nhá, dưới giá vào hết 1,4 triệu, mặt mũi còn đẹp 1,4 triệu nhá, công suất tất cả ok hết nhá. Đây cái này là ba lăng này, cái này cũng công suất ấy này, đó cái này là volume. Thì các bác mà chơi sổ số á, thì bác vặn maximum cái này luôn, vặn to nhỏ từ cái vang số đi nhá. Số 9 1,4 triệu. Rồi sang số 10, có đèn đầy đủ nhá, mặt mũi cũng có trời nhưng còn đẹp đó, A100 các bác nhá. Phía sau này cũng giống nhau cả thôi, phía sau còn tất cả còn đẹp hết nhá. Đó rồi tất cả test hết rồi nhá. Cổng, hai cổng này là cổng vào, cổng này cũng ao ra để các bác xài súp nhá. Đấy, mã số 7205, mã số C 7205, còn mã số là mã số hàng ngày hôm nay là số 10 nhá. Các bác nào chốt thì cứ nói số 10 hoặc số 9, còn cái mã số mà sau á thì các bác nhớ, ví dụ như các bác chốt số 10 là cái mã số 7205 á, thì các bác về là bác nhận hàng rồi, số 10 là 7205, kể cái số mã số mà sau này là cái mã số, chỉ tóm lại là chắc trên thế giới chỉ có một cái model này, chỉ có một cái số mã số này thôi. Đấy. Thế nên là em thì không nhớ cái đó là bởi vì sao, cái đấy dành cho các bác nhận hàng cho đúng hàng thôi nhá. Rồi vừa rồi em báo bác xả một số cục đam, cục công suất. Đấy, cái giá này là giá em xả nhá, xả thu hồi vốn rồi. Đấy, giá bao rẻ các bác nhé, tình trạng các thứ thì em báo cho các bác nhé. Cái giá này là không thể nào rẻ hơn được nữa nhé. Để em bán gọi là bán thu hồi vốn thôi. Đó, bán dưới cái giá mà em mua mù ấy. Tất cả nội thất bao đẹp, bao zin nhé. Rồi, bác nào có nhu cầu alo cho em, bên em cứ có cọc sẽ đi hàng. Cọc thì bên mua phải chịu ship, chuyển khoản hết bao ship các nhé. Tóm lại là chỉ có hơn triệu thôi các bác, cứ cọc chuyển khoản hết cho em bao ship các. Bao ship nữa là hơn 100.000 rồi, ship ra Bắc khoảng 150.000 nữa, là tóm lại là những cái dòng này là em lỗ nặng rồi nhé. Rồi cảm ơn tất cả bác nhé, bác tóm lại là gần Tết rồi, bán tri ân khách hàng cho các bác về chơi nhé. Đó rồi, cảm ơn tất cả các bác đã xem video nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ em, trong tuần tới em sẽ bán xả giá rất nhiều loại mặt hàng nhé, tóm lại xả giá các bác chơi Tết nhé. Đó rồi, cảm ơn tất cả các bác nhé.